Chào mừng các bạn đến với những bài giảng y học của Dr. Trần Hiệu. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang phần 2, chăm sóc bệnh nhân sau mổ trong chương bài chuẩn bị bệnh nhân trước mổ và chăm sóc bệnh nhân sau mổ. Để cho dễ nhớ, tôi sẽ trình bày theo diễn biến thông thường của các cuộc mổ vẫn diễn ra thường xuyên tại các bệnh viện hoặc trung tâm y tế lớn. Đó là sau khi mổ xong thì phải kê đơn điều trị, chăm sóc vết mổ, chăm sóc dẫn lưu, khi nào cho bệnh nhân ăn lại và ăn như thế nào, phát hiện và xử lý các biến chứng sau mổ, khi nào cho bệnh nhân ra viện và dặn dò bệnh nhân chăm sóc điều trị tại nhà như thế nào, khi nào hiện tái khám và có phải điều trị gì sau mổ không. Đó cũng là ba cái mục tiêu mà chúng ta phải học ngày hôm nay. Như đã nói ở phần 1, nếu các bạn muốn áp dụng ERAS thì phải đồng bộ, nếu không sẽ phản tác dụng. Vì vậy trong bài này tôi sẽ trình bày các nội dung mang tính chất cơ bản và kinh điển mà nhắc tới các thay đổi ERAS tương ứng để các bạn làm theo nếu có điều kiện. Mục tiêu số 1 là chúng ta phải biết cách kê đơn điều trị cho bệnh nhân sau mổ như thế nào. Với mục tiêu của đơn thuốc là vừa đảm bảo yếu tố dinh dưỡng, vừa đảm bảo yếu tố điều trị kết hợp các bệnh, kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm trùng và giảm đau sau mổ. Yếu tố thứ nhất tôi nói tới đó là giảm đau sau mổ. Tôi phải nhấn mạnh cái chi tiết này vì dù nó rất đơn giản nhưng vẫn phải nói. Vì giảm đau sau mổ đóng vai trò rất quan trọng đối với cuộc mổ. Đó là giúp cho bệnh nhân dễ chịu, an tâm ngủ tốt, tránh lo lắng, kích thích tăng huyết áp. Thế nhưng có những luồng tư tưởng đã ăn sâu vào các thế hệ trước đây cho rằng đi mổ là phải đau, là bệnh nhân phải chịu đau cho đến khi không chịu được nữa thì mới cho thuốc giảm đau. Thậm chí các bác sĩ còn quên kê thuốc giảm đau, không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Như thế thì bệnh nhân phải gồng mình, phải cắn răng chịu đau và cản trở đến hoạt động hô hấp, giấc ngủ, làm tăng huyết áp, cũng như là cản trở các hoạt động ăn uống và vận động sớm sau mổ. Hiện nay các trung tâm, các bệnh viện lớn thì người ta có hẳn một khoa, hẳn một trung tâm chuyên về giảm đau cho bệnh nhân. Và giảm đau ở thời kỳ hiện đại là giảm đau phối hợp đa mô thức, đa các loại thuốc giảm đau gọi là opioid sparing, nghĩa là phối hợp các loại thuốc non-opioid và opioid để làm giảm liều opioid, dẫn tới làm giảm các tác dụng phụ của nó như ức chế hô hấp, giảm nhu động ruột và gây nghiện. Các nhóm thuốc giảm đau kinh điển hiện nay hay dùng là nhóm đau nhóm 1, áp dụng cho đau nhẹ và trung bình, bao gồm paracetamol, NSAID như ibuprofen, ketorolac. Nhược điểm của nhóm này là gây kích thích đường tiêu hóa, độc với gan và thận. Với paracetamol thì cho liều là 3g một ngày, với người lớn nó chia là 3 lần, mỗi lần cách nhau 4 đến 6 giờ và không nên cho quá 4g. Ở trẻ em thì cho liều là 10 đến 15mg trên kg trên 4 giờ. Và liều tối đa là 80mg trên kg trên 24 giờ. Nhóm thứ hai là các opioid nhẹ như tramadol và codeine, áp dụng cho đau mức độ trung bình. Hay dùng là tramadol 50mg tiêm bắp thịt hoặc tiêm tĩnh mạch chậm 2-3 phút. Khởi đầu là dùng 50-100mg, sau đó 20-30 phút nhắc lại 50mg trong giờ đầu. Nếu 4 đến 6 giờ sau đau thì tiêm nhắc lại 50-100mg, liều tối đa là 600mg trên 24 giờ. Khác với morphine thì tramadol không giải phóng histamine, không ảnh hưởng đến tần số tim và ít ức chế hô hấp hơn là morphine, nhưng có thể gây động kinh, gây nên hội chứng serotonin SSRI, selective serotonin reuptake inhibitor. Với nhóm đau nhóm 3 là các opioid mạnh như morphine, dùng cho đau dữ dội, đau nghiêm trọng hoặc không đáp ứng với nhóm 1 và 2. Tác dụng phụ của nhóm này là gây ức chế hô hấp, buồn nôn, co đồng tử và ức chế hormone bài niệu. Và tuyệt đối không phối hợp với các thuốc ức chế monoaminooxidase là các thuốc chống trầm cảm như selegiline làm trụy tim mạch. Morphine ống 10mg 1ml hay dùng tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch. Liều ban đầu là 5-20mg trong một lần, có thể nhắc lại 4-6 giờ. Nếu không muốn tiêm nhiều lần thì truyền tĩnh mạch chậm hoặc bơm tiêm điện 60-80mg trên 24 giờ cho người lớn. Với trẻ em trên 30 tháng tuổi thì dùng liều là 0,1-0,2mg trên kg cân nặng, tối đa là 15mg. Các phương thức giảm đau hiện nay hay dùng, thứ nhất là giảm đau ngoài màng cứng, nên áp dụng cho các đại phẫu ổ bụng như cắt dạ dày, cắt đại trực tràng, tá tụy. Và các nghiên cứu chỉ ra rằng nếu dùng các thuốc giảm đau như bupivacaine hoặc là ropivacaine thì tốt hơn là dùng các opioid như fentanyl hoặc morphine, kể cả về mặt giảm đau, giảm ức chế hô hấp và nhu động ruột.
Tuy nhiên nhược điểm của giảm đau nhóm này, cái đường này đó là 1/3 số bệnh nhân áp dụng phương pháp này không có tác dụng vì bị đặt không đúng chỗ catheter, liều giảm đau không đủ hoặc là bơm thuốc bị lỗi. Và để đạt được giảm đau ngoài màng cứng thì cần phải được đào tạo bài bản chuyên nghiệp. Một kỹ thuật giảm đau sẽ mất tác dụng nếu không đặt đúng vào ngoài màng cứng. Và có bệnh nhân bác sĩ phải đặt 45 phút mà vẫn không được. Bệnh nhân bị chọc đi chọc lại rất nhiều lần. Do đó nếu chọc 3 lần mà không giảm đau được thì thôi và thay bằng phương pháp khác. Nếu không, phương pháp giảm đau ngoài màng cứng sẽ trở thành hình thức tra tấn cho bệnh nhân. Giảm đau ngoài màng cứng sẽ được rút sau 48 đến 72 giờ hoặc nếu không có tác dụng. Nếu giảm đau ngoài màng cứng mà không làm được hoặc kiểu hình này không hoặc ít tác dụng thì sẽ kết hợp với các phương thức giảm đau đường tĩnh mạch. Tiếp đến mới dùng đường tiêm bắp và uống, vì đường uống lúc này sẽ hạn chế do những ngày đầu bệnh nhân phải nhịn ăn uống, ít tác dụng do đường tiêu hóa chưa hoạt động. Tiêm bắp áp dụng khi không có thuốc giảm đau đường tĩnh mạch và vì bệnh nhân đang có sẵn đường truyền rồi, chúng ta hạn chế tiêm bắp gây đau cho bệnh nhân. Tiện thể tôi cũng nhắc lại vị trí tiêm bắp tay là 1/3 trước ngoài cơ delta, đùi là 1/3 giữa trước ngoài, mông là 1/4 trên ngoài. Nội dung tiếp theo của mục tiêu số 1 đó là kê đơn điều trị các bệnh kết hợp hay gặp nhất là tăng huyết áp, đái tháo đường, tiền sử đặt stent động mạch vành, có dùng thuốc chống đông, COPD, vân vân. Mỗi một bệnh kết hợp này sẽ có những cái chương lớn riêng sau này sẽ nói rõ, nhưng tóm tắt ở đây là nếu có bệnh kết hợp thì phải kê đơn điều trị và phối hợp các chuyên khoa khác để điều trị. Nhưng phải nhớ rõ cho tôi, bài trước tôi đã nói rồi, bác sĩ mổ phải là người chịu trách nhiệm chính và đóng vai trò chính đối với bệnh nhân mổ của mình. Không thể ỷ lại cho bác sĩ khác và các chuyên khoa khác kết hợp điều trị giúp cho mình được. Trong những cái ngày bệnh nhân không ăn uống được thì phải dùng đường thuốc khác. Ví dụ như là có tăng huyết áp sau mổ thì dùng captopril gặm dưới lưỡi hoặc là nicagibin bơm tiêm điện. Và chú ý hạn chế lượng dịch, loại dịch truyền vào. Với COPD thì dùng khí dung, corticoid tiêm. Đặt stent động mạch vành thì dùng thuốc chống đông Lovenox ở dưới da. Với đái tháo đường thì dùng insulin đường tiêm dưới da, tiêm bắp hoặc dùng bơm tiêm điện và dung dịch GIK. Nhớ cho tôi, đã có đái tháo đường thì khi dùng glucose sẽ phải pha dung dịch GIK. Khi bệnh nhân ăn uống được thì phải chuyển về đường uống những thuốc bệnh nhân vẫn dùng trước đây. Nội dung tiếp theo trong mục tiêu số 1 là kê đơn kháng sinh. Đây cũng là chương rất lớn, dùng kháng sinh dự phòng và kháng sinh điều trị như thế nào. Từ phần 1 video trước tôi đã nói về kháng sinh dự phòng. Ở các cơ sở không đảm bảo duy trì được kháng sinh dự phòng thì vẫn phải dùng kháng sinh điều trị. Các bạn chú ý đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, chỉ định và chống chỉ định của từng loại thuốc kháng sinh và tương tác thuốc. Nếu không sẽ gây phản ứng có hại, bảo hiểm xuất toán. Định kỳ cơ quan bảo hiểm sẽ lập các chuyên đề để đi kiểm tra những chỉ định thuốc, dụng cụ, thủ thuật, phẫu thuật sẽ sẵn sàng xuất toán tất cả những lỗi chúng ta mắc phải nếu không giải trình được. Thông thường sẽ dùng kháng sinh theo kinh nghiệm và bao vây, phối hợp hai loại thuốc kháng sinh là cephalosporin và quinolone. Trẻ dưới 16 tuổi thì chúng ta dùng metronidazole thay cho quinolone. Và trẻ nhỏ dùng thuốc theo cân nặng, thời gian dùng tối thiểu là 5 ngày. Nếu có biểu hiện của nhiễm khuẩn huyết thì chúng ta cấy dịch máu, bệnh phẩm khác để điều trị kháng sinh đồ. Và lúc chờ thì chúng ta đổi dùng kháng sinh mạnh là Meronem và Sirubay. Nội dung tiếp theo trong mục tiêu số 1 là chăm sóc vết mổ và dẫn lưu sau mổ ổ bụng như thế nào. Các cuộc mổ khác nhau, tính chất phức tạp sạch bẩn khác nhau, dẫn lưu khác nhau như mổ mở, mổ nội soi, đại phẫu, trung phẫu, mổ thoát vị bẹn hay do hậu môn. Do đó việc chăm sóc sau mổ phải được cá nhân hóa từng bệnh nhân. Thông thường vết mổ sẽ được thay băng kỳ đầu là 24 giờ. Và định kỳ thay băng ngày một lần hoặc nhiều lần phụ thuộc vào tính chất sạch mổ của nhiễm khuẩn của vết mổ như nào. Với dẫn lưu thì cần phải nắm được tên của các loại dẫn lưu là gì, mục đích đặt làm gì, cách chăm sóc như nào, bao giờ rút được. Sau này với bài các loại dẫn lưu sau bụng thì tôi sẽ nói sau. Nhưng tóm lại ở đây, để rút được dẫn lưu thì căn cứ vào thời gian, toàn thân tại chỗ và khi nào đạt được mục đích của dẫn lưu thì chúng ta rút. Chúng ta chuyển sang mục tiêu thứ hai là nuôi dưỡng bệnh nhân sau mổ như nào. Đây cũng là một chương rất lớn và có nhiều tranh luận từ khi IRAS ra đời. Là cho bệnh nhân ăn sớm hay là không?
và cũng sẽ được trình bày ở video riêng. Và tóm lại là khi bệnh nhân chưa ăn được thì nuôi dưỡng đường tĩnh mạch đảm bảo nhu cầu năng lượng. Nếu đại phẫu là 3,5 đến 4 kilocalo trên ngày, đảm bảo đủ glucose, lipid, protein và nước điện giải. Trong đó chú trọng tăng hàm lượng protein cần thiết và đặc biệt là albumin trong quá trình liền vết thương, nhất là những bệnh nhân già yếu, suy dinh dưỡng hoặc có nhiễm trùng sau mổ. Nhất là các phẫu thuật có khâu nối đường tiêu hóa, tránh xì giò miệng nối. Tuy nhiên nhớ cho tôi là lượng dịch duy trì tốt nhất là sau CVP, như trong bài thư tôi đã nói rồi. Nếu không có tính lượng dịch ra là dịch vào trung bình với người trẻ khỏe thì từ 3 đến 3,5 lít trên 24 giờ. Còn với người già yếu, bệnh lý tim mạch thì truyền 1,5 đến 1,7 lít dịch. Bây giờ trên thị trường có nhiều túi đạm 3 ngăn 1680 đến 1920 ml, gần 2 lít. Tuy nhiên chúng ta không nên kê những túi này cho người già yếu, người bệnh lý tim mạch, vì một ngày chúng ta đã dùng ít nhất là 1,5 lít dịch để pha đưa các loại thuốc vào cơ thể. Chưa kể thêm các bác sĩ kê thêm thuốc bổ gan, bổ đông, bổ tây lại thêm dịch nữa. Như vậy bệnh nhân phải gánh ít nhất là 2 lít dịch trong vòng 24 giờ rồi. Chúng ta thêm 2 lít dịch nữa thì bệnh nhân không thể truyền kịp. Hoặc nếu chúng ta cho trẻ nhân thì tim mạch không thể chịu nổi. Do đó đừng vì cái này vì cái kia mà bắt bệnh nhân phải gánh thêm một đống dịch không đáng mọi người, rồi gây ra các biến chứng về quá tải thể tích. Và khi nào bệnh nhân ăn được đường miệng thì chúng ta cắt bớt dịch truyền đi. Khi bệnh nhân đã ăn được, thông thường là các phẫu thuật không phải cắt nối đường tiêu hóa như phẫu thuật thoát vị bẹn, trĩ giò hậu môn, gây tê tủy sống thì sau 24 giờ bệnh nhân có thể ăn ngay được. Còn với phẫu thuật gây tê tại chỗ thì về nhà bệnh nhân có thể ăn uống ngay sau mổ được. Với các đại phẫu thì con không nối đường tiêu hóa như dạ dày, ruột non, đại tràng, theo IRAD thì bệnh nhân có thể ăn sớm từ 24 đến 48 đến 72 giờ, tùy thuộc tình trạng bệnh nhân. Tuy nhiên nếu không làm theo IRAD được, các cơ sở y tế thường cho bệnh nhân ăn sau 5 đến 7 ngày hậu phẫu, khi bệnh nhân đã có trung tiện và không có biểu hiện của xì giò miệng nối. Các câu hỏi mà bệnh nhân và người nhà vẫn hay hỏi bác sĩ là cho ăn gì và ăn như thế nào. Ở các trung tâm y tế lớn như Nhật Bản thì người ta cho chế độ ăn từng ngày hậu phẫu riêng biệt. Có các món ăn cũng được tô màu tô vị cho phù hợp với khẩu vị của từng bệnh nhân. Tuy nhiên ở các nước đang phát triển hoặc các cơ sở y tế không đảm bảo được điều này thì bệnh nhân thường được cho ăn từ từ, từ lỏng tới đặc, từ ít tới nhiều, mỗi bữa một ít và chia nhỏ ra làm nhiều bữa, có thể là 6 đến 8 bữa, mỗi bữa 1 đến 2 thìa và tăng dần lên. Với đồ ăn cứng, dai thì bệnh nhân nên ăn sau mổ là 21 ngày. Chú ý cho tôi là đây là tập ăn nhé, chứ không phải là cho bệnh nhân ăn như bình thường một lúc ngay được đâu. Đặc biệt là những bệnh nhân nhịn đói lâu ngày, tránh hội chứng cho ăn lại. Chú ý là cần dặn dò bệnh nhân những thức ăn phải kiêng đến cuối đời. Đó là măng, là mít, là hồng xiêm, là ổi, là sung. Những thức ăn chát và nhiều xơ khó tiêu là tuyệt đối kiêng, nếu như không muốn mổ lại. Sang đến mục tiêu thứ 3 là chẩn đoán và dự phòng các biến chứng sau mổ. Có rất nhiều các biến chứng sau mổ và mỗi một phương pháp phẫu thuật, mỗi một cơ sở, mỗi một cơ quan riêng sẽ có những biến chứng riêng, những nguyên nhân, những triệu chứng riêng. Chúng ta phải tóm gọn trong bài này thì chúng ta chỉ nói những ý chung nhất. Chúng ta chia thành biến chứng toàn thân, biến chứng tại chỗ, biến chứng sớm, biến chứng muộn, biến chứng do vô cảm hoặc biến chứng do phẫu thuật, hoặc biến chứng của một bệnh kết hợp nào đó. Những biến chứng toàn thân và những hay gặp nhất đó là viêm phổi, loét điểm tì và nhất là những người già yếu sau mổ đại phẫu như viêm phúc mạc, do xảy ra những cái biến chứng sau mổ như giò miệng nối mà bệnh nhân không tập vận động sớm được hoặc là phải nằm ở những cái khu vực hồi sức phải thở máy. Để phòng những cái biến chứng này thì chú ý cho bệnh nhân tập vận động sớm sau mổ, xoay trở bệnh nhân vỗ dung, nằm đệm nước, đệm hơi và nuôi dưỡng phải là tốt. Biến chứng toàn thân hay gặp nữa là khi mổ là phải bệnh nhân có bệnh lý có đường bệnh lý đường tim mạch, huyết áp, suy gan, suy thận và stent động mạch vành, bệnh nhân già yếu nằm lâu. Những bệnh nhân này thì hay có bệnh lý là tăng huyết áp cấp sau mổ và gây tắc mạch, gây nhồi máu cơ tim, nhồi máu phổi, nhồi máu não. Những bệnh nhân này cần phải cho thêm thuốc dự phòng chống tắc mạch như là Lovenox.
sau 12 đến 24 giờ nếu không có biến chứng chảy máu nữa thì chúng ta cho thuốc dự phòng tắc mạch. Tiếp theo là chúng ta nói tới biến chứng chảy máu sau mổ. Trong ổ bụng thì gây ra hội chứng chảy máu trong ổ bụng, ra ngoài thì gây xuất huyết tiêu hóa hoặc là vết mổ. Với những cái biến chứng rất hay gặp, đặc biệt là có rối loạn đông máu, bệnh lý kết hợp như đặt stent động mạch vành mà phải dùng thuốc chống đông. Đây cũng là điểm mâu thuẫn cho quá trình điều trị. Chúng ta phải điều chỉnh đông máu bằng dùng thuốc chống đông, dùng thuốc đông máu, bổ sung các yếu tố đông máu như vitamin K, transamin. Nếu chưa cầm máu được, phải theo dõi và duy trì INR đạt từ 2 đến 2,5 là đạt được. Nếu là chảy máu vừa và nhẹ thì điều trị nội khoa. Nếu không được nữa hoặc chảy máu mức độ nặng thì cần phải phẫu thuật lại để cầm máu. Biến chứng tiếp theo là giò miệng nối. Nhắc đến phẫu thuật tiêu hóa thì nghĩ ngay đến hai cái hội chứng điển hình nhất, đó là giò tiêu hóa và tắc ruột sau mổ. Hai cái biến chứng này có rất nhiều nguyên nhân và cách biểu hiện khác nhau. Với giò tiêu hóa thì có thể giò khô trú tạo thành ổ áp xe hay là gây viêm phúc mạc toàn thể. Chẩn đoán được hội chứng viêm phúc mạc dẫn ra dịch tiêu hóa hoặc là dịch phân. Nếu là giò khô trú thì có dẫn lưu rồi thì có thể gây dẫn lưu lại. Đấy. Có dẫn lưu thì chúng là lưu dẫn lưu lại hoặc có hy vọng thì có thể liền được. Nếu không điều trị bảo tồn được hoặc gây viêm phúc mạc toàn thể thì phải mổ lại xử lý. Với biến chứng tắc ruột thì các bạn xem thêm trong chương bài hội chứng tắc ruột tôi đã giảng video trước rồi. Rồi, cái ý tiếp theo trong bài này tôi đã nói thêm, đó là khi nào bệnh nhân ra viện được. Nghĩa là tùy thuộc vào từng bệnh nhân, bệnh cảnh mà tiêu chuẩn và cách ra viện khác nhau. Các bệnh nhân ra viện thì khỏi, các bệnh nhân thì tốt hơn, các bệnh nhân thì không đổi, các bệnh nhân thì xấu đi hoặc các bệnh nhân tử vong. Tóm lại phải căn cứ vào toàn thân và tại ổ bụng. Nếu diễn biến tốt, một bệnh nhân thoải mái, ít hoặc không than phiền. Đấy. Bệnh nhân là không có biến chứng sớm sau mổ hoặc các biến chứng đã được giải quyết một cách ổn định. Bệnh nhân đã được ăn uống và đường miệng 1/3 lượng trước đây. Đấy. Chúng đại tiện được, đau vết mổ ít, các dẫn lưu có thể được rút bỏ với đa số phẫu thuật. Tuy nhiên, nhiều người bệnh ở giai đoạn tạm ổn định, chúng ta có thể cho bệnh nhân mang dẫn lưu về, hẹn khám lại định kỳ và có thể quyết định rút dẫn lưu sau, như dẫn lưu ổ áp xe tụy, dẫn lưu kè, v.v. Tuy vậy, có những loại dẫn lưu mà không được rút cho đến cuối đời, như là dẫn lưu giảm áp đường mật ở những bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn gây tắc mật để điều trị triệu chứng khi bệnh nhân không còn cơ hội phẫu thuật nữa. Tiếp theo là chúng ta phải dặn dò bệnh nhân sau mổ là phải cắt chỉ từ 7 đến 10 ngày và hẹn khám lại ngay khi có bất thường. Nếu không, bệnh nhân đến khám với chúng tôi sau mổ 3 tháng rồi mà vẫn chưa được cắt chỉ. Nhất là những bệnh nhân ung thư mà cái án tử vẫn treo trước mặt và dường như người ta không còn để ý đến chuyện này nữa. Và với bệnh nhân ung thư thì việc dặn dò sau mổ khi nào khám lại, khi nào điều trị hóa chất thì tôi đã giảng ở video ung thư rồi. Các bạn xem thêm. Và bài giảng của chúng ta đến đây là tạm dừng và hẹn gặp lại các bạn ở những bài giảng tiếp theo. Chúc các bạn học tốt. Thank you and see you soon.